tiếp tục hành trình tại Kon Tum cùng Quỳnh Châu và diễn viên Hiếu Nguyễn khám phá một món ăn đặc sắc với vị khách đặc biệt của chương trình. Món ăn đó là gì và vị khách đặc biệt đó là ai? Mời quý vị đón xem Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19h50 ngày 27 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.